Thế giới mất 100 năm để già, người Việt chỉ cần 18 năm. Người con đất Việt xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tại sao lại nói như vậy? Việt Nam đang bước vào quá trình già hóa dân số với tốc độ cao chưa từng thấy. Bà Victoria Kawawa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam cho biết, lực lượng lao động tương lai của Việt Nam đang có nguy cơ thiếu hụt. Tỷ lệ sinh tại Việt Nam đang ở mức 1,8%. Theo tỷ lệ thường thấy ở các quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ này sẽ rất nhanh chóng giảm xuống còn 1,5, rồi 1,4. Hiện tượng này đã xảy ra ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và các nước khác. Điều này cũng có thể xảy ra ở Việt Nam nếu chúng ta không có chính sách hỗ trợ. Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Người cao tuổi chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dân số nước ta và là một trong những nhóm người dễ tổn thương trong xã hội, cần được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Là một nước có thu nhập trung bình thấp, nhưng Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Hiện tại, nước ta đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ cơ cấu dân số vàng, bước đầu vào giai đoạn già hóa. Việt Nam nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Già hóa dân số đặt Việt Nam trước nhiều thách thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe, cũng như nguồn cung lao động và sử dụng lao động người cao tuổi. Theo giới chuyên môn, tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp tục lao động không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn giảm những tác động bất lợi đến tình hình phát triển kinh tế xã hội do sự biến động của cơ cấu dân số gây ra. Trong thời gian qua, do làm tốt công tác giảm sinh nên số lượng và tỷ lệ trẻ em trong cơ cấu dân số của Việt Nam ngày càng giảm. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế xã hội và việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn nên tỷ lệ và số lượng người cao tuổi tăng lên. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tỷ lệ người trên 65 tuổi đạt 7%. Đến khi tỷ lệ người cao tuổi trở lên đạt 14%, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Điều đáng lo ngại là nếu như các nước trên thế giới phải trải qua nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ mới chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, như Pháp 115 năm, Thụy Điển 85 năm, Hoa Kỳ 70 năm, thì Việt Nam được dự báo giai đoạn dân số già sẽ đến trong vòng 16 đến 18 năm nữa. Như vậy, Việt Nam là một trong số các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ và số lượng người cao tuổi Việt Nam sẽ tăng lên nhanh chóng trong những năm tới. Năm 2017, số người cao tuổi ở Việt Nam đã chiếm 11,9% tổng dân số. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 20% tổng dân số. Lúc này, dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm xuống và sự biến động dân số này sẽ tác động bất lợi đến tình hình phát triển kinh tế xã hội nếu không có chính sách phù hợp. Vì vậy, Việt Nam cần phải có các chính sách và chương trình kịp thời và hiệu quả để có thể giải quyết được vấn đề già hóa dân số và chuẩn bị cho dân số già trong tương lai. Nếu chúng ta có các giải pháp phù hợp về chăm sóc sức khỏe, thu nhập ổn định, mạng lưới an sinh xã hội và hỗ trợ về mặt pháp lý cho người cao tuổi, thì các thế hệ hiện nay và trong tương lai sẽ được hưởng lợi từ chính sự già hóa dân số. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã like và theo dõi. Các bạn thấy nội dung hôm nay thế nào? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau!